nay đại lý VinFast Nam Định cũng rất vui mừng và hân hạnh được giao lô xe đầu tiên. Ở đây thì khách hàng có thể nhìn thấy là 3 xe tiếp theo đã nằm trong 5 lô xe đầu tiên mà Taxi 556 sẽ đầu tư trong giai đoạn này. So với lại các sản phẩm xe xăng của Vân Phúc thì lợi thế của xe điện nó mang lại không chỉ về những không gian nội thất và cái việc mà so với chi phí vận hành, những chi phí nhiên liệu của xe điện hoàn toàn vượt trội hơn cho các xe cùng kích thước. Thay mặt đại lý cũng như VinFast Nam Định thì chúng tôi xin được cảm ơn ban lãnh đạo của Taxi 556 đã lựa chọn những sản phẩm xanh, sạch để sử dụng cho những sản phẩm của mình. Nhân đây thì tôi cũng rất là mong rằng thời gian tới VinFast Nam Định cùng với VinFast nói chung, chúng tôi sẽ mở rộng hơn đến những khách hàng cá nhân cũng như doanh nghiệp để lựa chọn sử dụng hơn cho mình những sản phẩm xe điện xanh, sạch và tiết kiệm nhiên liệu so với các chi phí vận hành của xe truyền thống. Xin thay mặt đại lý được cảm ơn quý khách hàng. Sau khi sử dụng xe VinFast được một tháng, tôi cảm nhận được là xe về rất nhiều tính năng an toàn, xe rất rộng rãi và sạch sẽ, không có mùi nhiên liệu, không có mùi động cơ, điều hòa bụi mịn 2.5, các tính năng an toàn vượt trội, rất tiết kiệm chi phí so với các xe xăng cùng phân khúc, cho khách hàng cũng như người lái trải nghiệm được những chuyến đi thật hữu ích và không thấy mệt mỏi trong chuyến đi hành trình dài.